top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 1 năm 2020. Ngay tháng đầu năm 2020, thị trường ô tô có rất nhiều những biến động, đặc biệt là sự vươn lên mạnh mẽ của gia đình Hyundai với 4 mẫu xe góp mặt trong danh sách 10 xe bán chạy nhất. Toyota Vios đánh mất ngôi vương vào tay của Hyundai Accent, Forerunner mất hút, trong khi Hyundai Tucson lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này. Thứ hai, Toyota Vios 1.598 xe. Sự vươn lên của Hyundai Accent trực tiếp đẩy Toyota Vios xuống vị trí thứ hai trong số 10 xe bán chạy nhất tháng 1 năm 2020. Với doanh số 1.598 xe, mẫu sedan hạng B dần đánh rơi phong độ trong thời gian gần đây. Trước đó, Toyota Vios cũng bị Mitsubishi Xpander giành mất ngôi vương vào tháng 10 và tháng 11 năm 2019. Thứ ba, Hyundai Grand i10 với 1.586 xe. Bám sát ngay Toyota Vios là Hyundai Grand i10 với doanh số là 1.586 xe. Dù doanh số của các hãng đồng loạt giảm mạnh trong tháng Tết, nhưng Hyundai Grand i10 vẫn duy trì phong độ ổn định và tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe đô thị hạng A. Thứ tư, Mitsubishi Xpander 1.159 xe. Mitsubishi Xpander có sự suy giảm doanh số đáng kể trong tháng 1 năm 2020. Có tổng cộng 1.159 xe được bán ra, Mitsubishi Xpander cũng là một trong 4 mẫu xe có doanh số trên 1.000 xe trong tháng đầu năm 2020 đầy biến động và ảm đạm. Thứ 5, Mazda 3 858 xe. Xếp ở vị trí thứ 5 trong số 10 xe bán chạy nhất vào tháng 1 năm 2020 là Mazda 3. Thế hệ mới của mẫu xe này có giá bán cao hơn, nhưng bù lại xe có thiết kế thể thao và hiện đại hơn. Chính vì thế, đây là một trong những mẫu xe hạng C được ưa chuộng nhất trong phân khúc. Thứ 6, Hyundai Tucson 826 xe. Điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách này là Hyundai Tucson với doanh số 826 xe trong tháng 1 năm 2020. Mẫu SUV lần đầu tiên góp mặt trong nhóm 10 xe bán chạy nhất, xếp ở vị trí thứ 6. Đây cũng là vị trí quen thuộc của Ford Ranger, mẫu xe bán tải mất hút trong danh sách này. Thứ 7, Hyundai Santa Fe 736 xe. Với doanh số 736 xe, Hyundai Santa Fe xếp ở vị trí thứ 7 trong số 10 xe bán chạy nhất tháng đầu năm 2020. Đây là đại diện thứ 4 của Hyundai góp mặt trong danh sách này. Lần gần đây nhất, mẫu SUV này nằm trong top 10 xe ăn khách nhất là từ tháng 7 năm 2019. Số 8, Toyota Fortuner 690 xe. Doanh số Fortuner giảm đáng kể so với tháng 12 năm 2019, với doanh số 690 xe trong tháng 1 năm 2020. Toyota Fortuner xếp ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Đây là đại diện thứ 2 của Toyota có mặt, trong khi Innova đánh mất vị thế và rơi khỏi top 10. Thứ 9, Kia Soluto 605 xe. Với doanh số 605 xe bán ra trong tháng 1 năm 2020, Kia Soluto xếp ở vị trí thứ 9. Đây là lần thứ 2 mẫu xe Kia Soluto góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 1 năm 2020. Lần gần đây nhất, mẫu xe sedan hạng B này xuất hiện là từ tháng 11 năm 2019. Giá bán rẻ, ngang xe hạng A là tiền đề khiến doanh số của Kia Soluto có sự tăng trưởng mạnh. Thứ 10, Kia Cerato 603 xe. Đại diện thứ 2 của Kia góp mặt trong số 10 xe bán chạy nhất tháng 1 là mẫu xe sedan hạng C Kia Cerato với doanh số 603 xe. Dù luôn nằm ở nhóm cuối của danh sách, nhưng Kia Cerato là một trong những mẫu xe sedan hạng C có phong độ ổn định nhất